Cộng đồng Việt Nam đông hàng thứ hai tại Nhật. Theo như cơ quan dịch vụ nhập cư Nhật Bản là ISA, người Việt Nam tiếp tục là cộng đồng ngoại quốc lớn thứ hai tại nước này sau Trung Quốc, mặc dù là đã giảm 3% vào năm 2021. Số công dân Việt Nam đang cư trú tại Nhật Bản hiện nay khoảng 432.000 người, chiếm 15.7% tổng số người ngoại quốc ở nước này. Nam Hàn đứng thứ ba và tiếp theo là người Philippines và Brazil. Tính đến cuối năm 2021, Nhật Bản đã tiếp nhận hơn 2.76 triệu công nhân ngoại quốc, giảm 4% so với cùng giai đoạn của năm rồi vì đại dịch COVID-19. Cũng trong năm rồi thì hơn 1.300 công nhân ngoại quốc bị trục xuất khỏi Nhật Bản vì vi phạm quy định nhập cư.